Ê Lusubu, mẹ có nghe cái vụ mấy bạn Philip vừa thắng kiện cái vụ lưỡi bò của tàu khửa hay không? Trời ơi, cái vụ này lùm bà lùm xùm, ai mà không biết mẹ. Bộ cái tụi tàu khửa này nó nghèo lắm hay sao? Tại sao phải giành cái lưỡi bò vậy luôn? Mẹ muốn hiểu rõ thì phải xem xét trên góc độ triết học. Trời, cái gì mà triết học ghê vậy mày? Nói rõ tao nghe coi. Có nghĩa là mày xét về bản chất thì cái gì cũng có lý của nó hết. Tao lấy ví dụ như mày có tính dê á thì giấu cho kỹ cũng sẽ lòi ra cái tính dê của mày mà thôi. Mày có thói ăn cắp thì có ngày mày cũng sẽ vô tù bốc lịch. Cho nên ông bà ta có câu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vì thế bản chất của quân xâm lược vẫn là xâm lược. Mày hiểu chưa con khỉ? Xâm lược là cái gì vậy hả Lusubu? Trời đất ơi, xâm có nghĩa là xâm chiếm, còn lược là cây lược dùng để chải đầu. Chắc là tụi nó có rất nhiều chí và bỏ chét ở trên đầu, cho nên phải đi chiếm cây lược của người khác về để chải bỏ chét đó mày ơi. Trời đất ơi, còn có lý do nào nữa không vậy hả Lu? Có thể là tụi nó cũng phái nhậu cái món lưỡi bò. Tao nghĩ là mình nên kinh doanh lưỡi bò luôn đi Lu à. Chắc là làm ăn khấm khá lắm, để bán lưỡi bò cho cái thằng cửa cho nó ăn té cứt đó luôn đi Lu. Ý tưởng này phá cháy bộ chét thì có ngủ không. Để mai tao với mày tới văn phòng Startup Now, ở đó là nơi tổ chức tư vấn kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp, có các tiến sĩ thạc sĩ giúp mình kinh doanh hiệu quả mà tiết kiệm nữa. Ê, có cái bản ghi chữ gì kỳ ngộ không? Để tao xem nó ghi cái gì. Thằng nào ở không làm chuyện ruồi bu mới đứng lại đọc chữ này. Ê, trời ơi, vậy không khác gì tao với mày giống như hai con ruồi vậy hả ngộ không? Ngài con ruồi mà nó bu trên cái đống cờ ức nữa. Mày nói chuyện thúi quá luôn à. Trời, tao đâu có nói chuyện thúi gì đâu ngộ không. Ai kêu nó dựng cái bản nói tao với mày rảnh làm chuyện ruồi bu làm chi? Trời ơi, ô mày chuối kỳ ngộ không? Cái này con lơn nhà tao nó khoái dữ lắm đó ngộ không à. Đúng là trái chuối chà bá lửa nhìn thấy thèm thiệt. Rất tiếc là trong kế hoạch chi tiêu ngày hôm nay không có phần mua chuối. Mày làm gì có kế hoạch gì ghê vậy hả ngộ không? Dĩ nhiên là làm cái gì cũng có nên kế hoạch, nhưng không ăn được vẫn có thể ngửi và liếm được. Trời đất ơi, mày lẹ lưỡi liếm mà không mua chắc một hồi tao với mày bị cho ăn đòn quá. Thôi nhịn đi ngộ không ơi. Ok, đi thì đi, nhưng tao cũng còn thèm dữ lắm. Trời ơi, khi nào mày kinh doanh có nhiều tiền mua cái gì mà không được, chứ ăn cắp như lần trước tao thấy không có được đâu nghe ngộ không. Ê, có hàng có hàng, mày đợi tao nghe, có việc gấp. Chạy cái gì mà chạy dữ vậy luôn? Trái nhà hả mày? Từ từ thôi, đợi tôi với. Ủa, em nói đâu rồi ta? Em đứng lại, rớt tiền kìa em ơi. Em nó rẽ trái rồi Lu ơi, mày chạy từ từ thôi, tụt quần tao bây giờ nè. Tao chưa thấy mày làm cái gì mà nhiệt tình như cái vụ này luôn đó Lu. Trời ơi, tao dẫn mày theo sao mà dướng díu quá vậy nè. Buông ra đi, để một mình tao chạy cho kìa, buông ra coi. Không biết có ăn uống được gì không mà thằng Lu nó chạy thế ớn à. Mày mốt vào cuộc thi chạy marathon, tao bắt con chó cái chạy trước là thằng Lu đạt giải nhất chắc như ăn bắp luôn. Ý tưởng này thật là bá đạo. Hay mệt quá, tìm được tụi nó rồi. Để lại xem con nhỏ này nó có ngon cơm không. Em Mr. Bú nè, không nhớ hả? Nhà anh ở kế bên cái toilet của nhà em đó. Anh ngó nhìn qua em hoài luôn á. Em không thấy anh quen hả? Ủa, là em Lân hả? Hôm nay lên đồ ăn mặc thời trang quá, anh nhìn không có ra luôn đó Lân. Không ngờ cái thằng Lu này nó mê gái tản thần luôn. Đi tập thể dục hả em? Hôm nay sửa soạn đẹp ghê ta. Tôi không có quen anh đâu nghe chưa. Tôi không có bạn trai bắt cá hai tay đâu. Anh xích ra đi. Thằng Lu này nó làm quá trớn rồi. Không được, không được rồi. Em Lân, em yêu làm thằng Lu dữ lắm luôn rồi. Thằng Lu nó bắt cá dùng cả rổ xúc một lần cả đống luôn á. Chứ không phải là bắt cá bằng hai tay đâu. Em nói vậy là quan ước cho nó rồi. Mẹ mày im nghe cái thằng khỉ kia. Nó đốt nhà mình nó Lân ơi. Vậy với anh đi Lân. Anh thề là sau này anh không có quen thêm em nào nữa đâu. Em cứ yên tâm đi. Cái này thì thằng Lu nó hứa uy tín lắm luôn đó. Giờ này nó quen cũng mấy chục đứa rồi đó em Lân. Nó đâu có thời gian để quen ngay nữa. Quen mấy chục đứa đủ rồi hả Lu ha. Chà mày với tao nghe ngộ không, có chừng tao á. Anh học cái thói của ai mà chửi thề trước mặt em vậy hả Lu? Trời ơi, anh bực cái hàng ngộ không đi quá đi Lân ơi. Nó thấy anh xà rần với em mới ganh tị, nó ngứa người á, cho nên nó tới nó đốt nhà mình nó Lân ơi. Em đừng có tin lời nó Lân ơi. Em xù nó đi, để anh giới thiệu thằng khác cho em. Anh nói thiệt không? Anh giới thiệu cho em vài anh đẹp trai nha, nhưng em vẫn tức anh Lu này lắm, dám lừa gạt em quen mấy chục con. Em phải làm cho ảnh biết một trận, để em lấy con dao thiến ảnh cho ảnh hết lăng nhăng luôn nha ngộ không. Bình tĩnh, không được nóng nổi. Vợ chồng mà, không có nghĩa, cũng có cái tình. Làm vậy là vi phạm pháp luật thì không có nên. Nếu như em muốn thiến á, thì nên mua cái cưa cái trứng của nó. Với con dao bén lắm, làm như vậy đâu có tình nghĩa gì nữa. Trời đất ơi, tao chỉ tưởng tụi tàu khửa nó ác thôi, ai ngờ mày còn ác hơn tụi tàu khửa nữa đó ngộ không. Nghĩ sao cái chùm trứng của tao mà mày lấy cái cưa mày cưa. Anh ngộ không tránh ra đi, để em cắn anh một trận. Thôi thôi, vợ chồng với nhau mà đánh lộn ngoài đường người ta cười cho đó. Anh ngộ không nói vậy thì thôi em bỏ qua. Anh đi lo mà thỉnh Linh Chi Nông Lâm về cứu sư phụ đi. Tối ngày trai gái chết với em đó. Cũng nhờ tao đó nghe luôn. Không thôi là mày có món trứng ấp la ăn rồi, mà trứng này trứng của mày luôn á. Lần sau tao không có mượn mày xía vào. Mày im đi, không có ai nói mày câm đâu nghe chưa ngộ không. Đúng là làm ơn mắt quán, biết vậy tao để cho nó luộc mày chấm muối tiêu luôn cho rồi. Chết cha, làm mất tiêu cái phiếu mua hàng rồi Lu ơi. Đi kiếm coi, chắc là nó lòng vòng đi thôi hả. Trời ơi, nó nằm một đống trước mặt mày kìa mà không thấy hả mày, cái hàng mù. Chứ mày nghĩ mày hàng mù sao nó nhìn thấy được. Mày có bị khùng không hả Lu? Đâu, trước mặt đâu, sao tao có thấy gì đâu. Nè, yeah, có miếng giấy gần cái cống kìa. Mày bị khùng hả? Dạo này có vẻ như tao già rồi hay sao đó Lu à. Mày già mà mày còn nhiều chuyện nữa. Gái mà cũng không xong với mày. Ê, chết cha rồi, nó bay xuống cống rồi Lu ơi. Làm sao bây giờ hả Lu? Trời ơi, mày đúng là tay chân lượm thượm thiệt. Làm cái giống gì cũng không xong hết, còn cái đó mà buồn tha thiết nữa. Sao xui dữ vậy nè trời. Những cái gì mà nhìn hoài với thằng ông nội. Chạy theo nó vớt, mau đi, mày ra còn kịp.
Cũng tại mày cư lộn với con vợ mày, tao nhảy vô cây nó mới rớt cái phiếu nè. Mất cái phiếu này là mày với con Lân đền cho tao đó nghe luôn. Đền cái con mắt ó của mày á. Giờ không phải là lúc đi truy cứu trách nhiệm đâu nghe mày. Lo mà lượm nhiệt tình vào đi, ở đó mà kêu ca nữa. Cũng may là nó kẹt lại rồi. Tao chứ mày xỉn xàm coi thằng nào thua nó lượm nha mày. Xỉn xàm cái con khỉ. Nó trôi mất sang Trung Quốc. Là mày qua bên đó có kiện lên tòa án quốc tế nó cũng không có trả lại cho mày đâu. Ở đó mà xỉn với xàm. Thôi được rồi, vì đại cuộc tao sẽ đi lượm. Mày ở trên đây canh chừng tao nghe không? Mày ở trên đây canh chừng nghe không? Mày cứ việc đi đi, cả thế giới đi lù lo. Không ngờ cái cống ở đây nó thúi thiệt. Mày cũng rảnh quá ha. Không lẽ cái cống mà nó thơm. Nó chuyện nghe mà phát lực à. Xàm bà cố luôn à. Thôi rồi, không còn gì nữa luôn à. Chúng ta chỉ biết nhìn nó và ngó mà thôi. Bây giờ đi đâu nữa hả Ngộ Không? Sao tối ngày tao cứ nghe mày hỏi, hỏi này hỏi nọ hoài à. Suốt ngày vậy thằng mập, hỏi mà không cho người ta hỏi luôn vậy mày. Tao đâu có cấm mày hỏi tao đâu Ngộ Không. Ai kêu mày ngu không hỏi tao làm chi rồi bây giờ thắt với mắt. Ngu bạch cố luôn à. À, tới chỗ lấy hàng rồi luôn ơi. Mày đây chờ tao một chút để tao vào lấy hàng nha. Ê, mày lấy gì vậy? Ăn được không vậy hả Ngộ Không? Lấy lẹ lẹ nha, tao không thích chờ đợi đâu nghe mày. Hỏi nữa, hỏi hoài. Lấy gì kể cha tao, đồ cà chớn. Tối ngày cũng hỏi hoài. Cho mày ăn củ tỏi bây giờ. Chào em, cho anh lấy đồ đi. Dạ chào anh. Dạ tổng cộng cái bill của anh là 200k anh ơi. Bớt chút cho người tu hành được không em? Dạ không được đâu anh ơi. Chỗ em bán đúng giá. Tiền thối và đồ của anh đây. Dạ cảm ơn anh. Hẹn ngày gặp lại anh và một ngày xa nhất. Được rồi, cảm ơn em. Anh đi đây. Chào em nha, tạm biệt. Ủa mà Ngộ Không ơi, không biết sư phụ bây giờ như thế nào rồi hả? Như thế nào là như thế nào hả mày luôn? Ủa ổng ở bển, ổng có đăng mấy cái status đường lưỡi bò gì không vậy Ngộ Không? Tao mà biết ổng đăng là tao khỏi đi thỉnh lên chị Nông Lâm nữa. Mời các bạn đón xem series phim Lưu Không Du Ký tập 11. Linh Chi Nông Lâm ươm tạo tại vườn ươm doanh nghiệp công nghệ Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư tại www.linhchinonglam.com. Số điện thoại 0866856669 để được sử dụng nấm linh chi miễn phí. Video sản xuất bởi chương trình truyền thông và khởi nghiệp Startup Now và Thánh Lồng Tiếng. Phát triển ý tưởng quảng cáo trên phim Lưu Không Du Ký, vui lòng liên hệ qua www.startupnow.org, điện thoại 0862723224.